Chào mừng quý anh chị em cùng bà con chăn nuôi đã quay trở lại với anh nông dân Chín x nhé. Thì video này chúng ta sẽ có những chủ đề chính như sau. Đây là cách phòng trị bệnh cho heo nái. Và cách chăm sóc heo nái. Cũng như là cái cái giá thức ăn chăn nuôi sẽ biến động trong thời gian tới thì bà con chúng ta chăn nuôi có À, lời hay là lỗ bà con nhé. thì à, theo thông tin mình mới nhận được ấy thì à, bên à, hai công ty nhập cám cho mình. bên này mình là là đại lý cấp 1 bà con ạ. mình mình có bán cám thức ăn chăn nuôi nữa nên là họ các thông tin à, tăng hay giảm thì họ sẽ báo trước cho bọn mình à, 5 đến 7 ngày nên là mọi thông tin mình à, luôn à, nắm bắt trước được một số anh chị em một số anh chị em nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta sẽ không biết được cái thông tin này đâu. còn à, mình quảng cáo một chút là bên mình có bán kìm bấm đuôi này, à, máy mài nhanh này, cũng như là kìm bấm thẻ tay, xi à, lanh à, tiêm, đây là kìm bấm thẻ tay bà con nhé. đây là xi lanh tự động. thì các anh chị em nào có nhu cầu mà à, mua các dụng cụ về chăn nuôi thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đây là cái bộ timer điều khiển hẹn giờ tự động và bật tắt cho các thiết bị điện trong gia dân dụng. Tất cả các thiết bị như là quạt rồi là máy hút nước rồi tất cả mọi thứ bà con nhé. Ok thì chúng ta đây đi vào quay trở lại với vấn đề chính. Nóng hồi trước hết đấy là vấn đề giá cám sắp tới sẽ tăng. để nếu giá cám tăng ấy, thì người thiệt thòi vẫn là người chăn nuôi chúng ta. Tại vì Uh, giá cám thì nó tăng thì tăng rất là nhiều nhưng mà giảm thì giảm nhỏ giọt như là cà phê đen, <laughs> cà phê phin nó chảy nhỏ giọt như vậy thì ở Việt Nam chúng ta có một cái đặc điểm lạ là như vậy tăng tăng rất nhiều nhưng mà giảm thì giảm rất là ít thì uh, nếu như mà nó giữ được uh, cái uh, giá heo hơi như hiện tại thì chúng ta vẫn uh, có thể có lời lại uh, lời trong chăn nuôi bà con nhé không sợ lỗ đâu nhưng mà nếu như nó mà giảm ấy thì thì chúng ta có thể bị thua lỗ chính vì vậy nên là bà con chúng ta hãy chủ động được nguồn con giống thì nó sẽ giảm được rất là nhiều chi phí bà con nhé như video hôm trước mình đã nói rồi thì một con heo nái thì nếu như nó sinh sản ổn định thì sau 4 tháng 3 tháng 3 tuần 3 ngày mang thai ấy, thì cho có nhiều con thì nó tăng lên khoảng tầm 4 tháng nó mới sinh thì nếu như mà nó sinh sản ổn định thì một con heo nái nó có lợi nhuận từ 15 đến trên 20 triệu đồng tùy vào cái bà con chăn nuôi là heo nguồn heo là gì nhà bà con nhé heo heo địa phương hay là heo siêu nạc hay là heo áp siêu thì cái đấy thì tùy vào uh, nông hộ chúng ta chọn giống gì Còn uh, Uh, bà con chúng ta nếu như mà thời gian tới đây uh, cám tăng ấy mà đang có ý định muốn nhập cám về thì chúng ta nên nhập uh, trong một ngày gần nhất đây bà con nhất để chúng ta giảm tiết kiệm chi phí uh, tối đa cho gia đình cho nông hộ thì dù sao một bao năm đến bảy nghìn mà nhập nhiều là một thành một cái Uh, số tiền lớn bà con nhé nên là chúng ta nên uh, lưu ý về vấn đề này còn uh, trong cái cách uh, chăm sóc heo này ấy, thì uh, bà con chúng ta nên uh, uh, giữ chuồng trại phải uh, luôn luôn khô ráo sạch sẽ bà con nhé chuồng trại uh, khô ráo sạch sẽ thì uh, con heo sẽ uh, ít mắc các, các bệnh về uh, hô hấp như là ho rồi là về vấn đề khớp bà con nhé nếu chuồng trại bẩn ấy, thì nó ra, gây ra nhiều uh, cái uh, nguồn bệnh mầm bệnh nó ẩn uh, náu trong cái cái, cái uh, phân rồi sàn nếu sàn ướt át thì nó dễ uh, vi, vi khuẩn nó dễ sinh sống được trong máy bay bẩn nhé. nên là uh, một khi mà chúng ta chăn nuôi ấy, thì chúng ta phải uh, khoanh vùng trang trại lại trang trại chúng ta phải uh, uh, khép kín nếu như bà con mà đang dùng chảy hở ấy mà không không có điều kiện để làm chạy kín ấy thì chúng ta cũng nên khoanh vùng rào riết không tường bao không cho bất cứ ai vào trong để nó chúng ta sẽ giảm tối đa cái dịch bệnh và khi chúng ta đi chơi đâu về ấy, thì chúng ta nên thay quần áo bà trước khi vào chạy bà con nhé chúng ta nên có một bộ quần áo riêng để vào trang trại để mà phòng chống cái dịch bệnh chúng ta mang từ ngoài mầm bệnh mang từ ngoài về bà con nhé đấy là một số vấn đề chúng ta cần lưu ý còn thuốc khử trùng ấy thì bà con chúng ta nên phun định kỳ ít nhất là một tuần một lần bà con nhé thuốc khử trùng mà chúng ta nên phun đều đặn còn như bên mình thì một tuần sẽ phun ba lần dù là trại kín rùi, con ruồi con muỗi không bao giờ vào được đâu bà con nhé với cái trại kín như bên mình ấy thì con ruồi con muỗi không thể vào được bên trong trừ khi mà chúng ta mở cửa mà vô tình không đóng kịp thì con nào nó nhanh nhanh tay nhanh chân nó bay vào thôi còn bình thường thì sẽ không có con gì có thể vào bên trong được trừ con người ta, nếu mở cửa thì con người sẽ vào thôi thì để nếu mà về chăn nuôi ấy thì chúng ta phải hạn chế tối đa cái cái ra vào ở bên trại mình ấy thì sẽ phân công người nào chăn heo thịt, người nào chăn heo nái, kể cả bố mẹ hay là vợ thì cũng không được liên quan để mà, mà giảm tối đa cái mầm bệnh bên ngoài vào, tại vì à, ông bà bố mẹ có thể đi đâu đấy vô tình mang cái mầm bệnh về mà chúng ta không biết đấy, thì chúng ta mà cứ để tự do ra vào như vậy thì rất là dễ bị dịch bệnh mà con nhé, còn à, một cái vấn đề nữa là mình muốn uh, uh, lưu ý tới uh, uh, anh chị em chăn nuôi đối với heo nái thì chúng ta phải tìm hiểu rõ nguồn gốc những loại thuốc nào mà có thể áp dụng tốt cho heo nái không ảnh hưởng đến uh, uh, heo cũng như không ảnh hưởng đến uh, thai kỳ bên trong. Còn đối với heo thịt ấy thì chúng ta nếu khi mà khi mà xác định heo đã bị bệnh ấy, thì chúng ta phải xác định rõ là heo đang mang bệnh gì để chúng ta tiêm uh, cho đúng thuốc đúng thuốc đúng bệnh thì nó sẽ nhanh khỏi bà con nhé chúng ta không nên uh, tiêm thuốc bừa bãi ấy, rồi nó sẽ gây con heo còi cọc hoặc là bị suy dinh dưỡng có thể dẫn đến trường hợp uh, rủi ro nhất là có thể chết bà con và một cái gợi ý nhỏ nữa là khi bà con chúng ta tiêm thuốc ấy thì chúng ta có thể <laughs> tiêm một loại không nó sẽ không khỏi được đâu nên là chúng ta có thể kết hợp thuốc này với thuốc nọ nó sẽ có tác dụng bà con nhé bên mình thì mình luôn có kết hợp uh, thuốc uh, một hai loại ví dụ như tiêu chảy thì mình kết hợp bốn loại mới tiêm uh, thành công bà con nhé thì đấy là do kinh nghiệm thôi bà con nhé chúng ta nên tìm hiểu kết hợp những loại thuốc nào mà có tác dụng tốt mà chữa bệnh nhanh nhất để mà, 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 mà làm cho con heo nhanh chóng khỏe lại và đỡ bị à, à, ốm yếu lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của con heo và cũng là một phần là sẽ ảnh hưởng đến kinh tế do chúng ta tiêm quá nhiều loại thuốc mà không khỏi chúng ta sẽ nản trí bà con ạ nên là một cái vấn đề rất là quan trọng là chúng ta nên tìm hiểu kỹ trước khi, khi sử dụng các loại thuốc và à, tìm hiểu cách kết hợp nếu như không biết thì có thể hỏi một số anh chị em trong nghề và con nhé Ví dụ như bên mình thì anh chị em nào mà có uh, cái gì thắc mắc mà có thể hỏi thì mình nếu biết mình sẽ trả lời uh, giúp anh chị em còn uh, uh, nếu như mình không biết đấy thì mình có thể cùng anh chị em uh, tìm hiểu ra cách uh, điều trị nhanh nhất sớm nhất để mà uh, có biện pháp uh, giúp ích cho anh chị em đây là các anh chị em nào mà thắc mắc hay là cần giúp đỡ gì có thể liên hệ trực tiếp với mình mình giúp được thì mình sẽ giúp bà con nhé cuối cái video thì xin chúc cho anh chị em xem video vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ ủng hộ anh nông dân chiến đích để mọi người biết đến anh nông dân chiến đích bà con nhé xin chào và tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé xin chào bye bye